trải nghiệm của anh chị tại các khu vực mới của Lotte Mart 3 đình như thế nào? Khi mà mình vừa mới xuống thì mình khá là ngạc nhiên, thì hôm nay quầy bánh rất là đẹp và rất là nhiều loại bánh, và mình phải kiểu mua ngay một cái hộp bánh luôn. Chị cũng là một người rất là thích ăn bánh mì. Và lần này thì đến với tiệm bánh Fumiso thì khá là ngạc nhiên bởi rất là nhiều loại bánh đa dạng, phong phú về chất lượng và chủng loại, phù hợp với tất cả các đối tượng khách hàng. Và hôm nay chị cũng đã mua một cái bánh mà thường xuyên hay ăn là bánh này. Em thấy là ở cái quầy rau quả như thế này thì đồ rất là đa dạng và tươi mới, đặc biệt là sạch và đảm bảo vệ sinh, nên là em cảm thấy an tâm mỗi khi sử dụng các loại thực phẩm ở đây. Và em nghĩ là từ bây giờ thì em sẽ lưu tới đây thường xuyên để có thể mua những cái thức ăn cho bữa cơm hàng ngày của gia đình. Sản phẩm quầy gia vị rất là đa dạng, đầy đủ các mặt hàng đến từ xuất xứ từ châu Âu và châu Mỹ. Em cảm thấy là khu gia vị nhập khẩu ở Lotte Mart Ba Đình thì có rất nhiều các loại gia vị từ châu Âu đến châu Á, và những loại gia vị ở bên ngoài khó tìm thì mình cũng có thể tìm được ở Lotte Mart Ba Đình ạ. Đối với quầy mỹ phẩm mới này thì cảm thấy rất là tiện lợi, bởi vì thứ nhất là cách bài trí ở Lotte Mart rất là dễ tìm. Ngoài những sản phẩm của gia đình em, các bà, các mẹ, các chị ra, thì cũng có sản phẩm của nam giới riêng cá nhân em như là dầu gội, sữa tắm, bài trí rất là khoa học. Thì em cảm thấy yên tâm về thứ nhất là cách bài trí, thứ hai là yên tâm về nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Cảm thấy nó rất là bắt mắt bởi vì đồ thì rất là đa dạng và nhiều màu sắc. Vậy nên là đối với em là một người con gái thì em cảm thấy nó rất là hứng thú với những cái mỹ phẩm này. Và chất lượng thì đảm bảo bởi vì nó xuất xứ từ Hàn Quốc ấy ạ, nên là em rất là an tâm về chất lượng cũng như là sản phẩm ở đây. Ngoài ra thì nó có rất là nhiều chương trình ưu đãi mua một tặng một, vậy nên là em rất là hứng thú. Ví dụ như là em vừa tìm được sản phẩm này và em khá là thích của cái hãng này ạ, nên là em rất là vui khi mà mình được tìm được một sản phẩm ưng ý ạ. Điều mà em thích nhất ở đây là mì Hàn Quốc. Mì Hàn Quốc ở đây giá cả rất rẻ, phải chăng, và cũng đa dạng nhiều mì nữa. Một trong số những mì Hàn Quốc mà em thích là mì Koreno Hàn Quốc. Tại quầy vừa xưa đông lạnh mới này thì chị thấy rất là tiện nghi này, khi mà nhìn vào đây rất là bắt mắt và các sản phẩm rất là đa dạng này và phong phú, rất là phù hợp với gia đình có con nhỏ như chị, và chị thường xuyên đưa con tới đây vào những ngày cuối tuần. Tôi thấy quầy cà phê sản phẩm đa dạng, cách bày trí đẹp và phong phú. Lotte Mart, khám phá nét độc đáo trong mỹ vị cuộc sống.